shop xin kính chào toàn thể các anh. Hôm nay thì shop xin hân hạnh giới thiệu với các anh những cái mẫu bật lửa cao cấp nhất, những cái mẫu bật lửa được hoàn thiện nhất của hãng bật lửa Zoro. Đó là những phiên bản bậc S. Đó những phiên bản bậc S. Bậc S có nghĩa là bậc cao cấp nhất và bậc hoàn thiện nhất của hãng đã cho ra mắt trong năm nay nhé. Đó, như các anh thấy này. Ở đây thì tất cả những phiên bản bậc S này đều được mang cái ruột là ruột đồng khối và cái ruột này cũng được cải tiến thêm là có hai cái cúc nhô ra để giữ cái ruột nó tốt không bị trồi lên. Đó, luật bằng đầu nhìn khá là đẹp. Ở đây thì uh, như các anh để ý thì nó có bốn cái họa tiết khác nhau, bốn cái họa tiết khác nhau và bốn cái họa tiết này đều là họa tiết uh, của những linh vật mang lại may mắn trong phong thủy. Đó. Trước tiên hai họa tiết đầu tiên này thì nó là hai họa tiết hình tỷ hưu, một tỷ hưu một sừng và một tỷ hưu hai sừng có cánh. Tỷ hưu một sừng trong văn hóa phương Đông chúng ta thì nó là một trong những cái linh vật xua đuổi tà khí, xua đuổi tà ma. Đó. Đây. Rất là đẹp và phiên bản bậc s tất cả những phiên bản bậc s đều được khắc nổi nhé mặt sau này thì mang họa tiết mây này và một cái ná bua đó một cái ná bua đây ruột đồng nhìn cách điệu rất là đẹp đúng không ạ tránh lửa rất là nhạy nhé đó đây phiên bản đầu tiên là tì hưu uh, tránh tà nhé phiên bản thứ hai là tì hưu trần giữ tiền bạc đó trần giữ tiền bạc này phiên bản này thì có cánh và nó đang uh, nhẫm nên những cái đồng tiền đang giữ những cái đồng tiền trong những cái hang động. Mặt sau thì một con tỳ hưu trừ tà. Đó. Bởi vì được làm bằng đồng nguyên khối ngay cả ruột cũng được làm bằng đồng cho nên là cái âm thanh mở nắp rất là hay. Đây là phiên bản bậc S này. Bậc S thì được khắc ở cái khiêng ở dưới mộc đáy nhá. Đó và thương hiệu Zoro. Phiên bản thứ ba là phiên bản Đại Bàng. và Đại Bàng là một trong những cái con vật được mệnh danh là vua của bầu trời và trước khi săn mồi nó luôn luôn Uh, nên kế hoạch trước và chọn địa điểm trước, cho nên là cái mặt sau của cái chiếc bật lửa này nó được uh, khác là nên kế hoạch nhé, dịch ra là nên kế hoạch này và những cái họa tiết khắc nổi rất là đẹp. đó bậc S, ui chiếc này âm hay thế, đó, đánh lửa này. và phiên bản cuối cùng là phiên bản hổ dưới anh trăng thì anh nào theo dõi Diva từ đầu năm đến giờ thì cũng biết phiên bản này nó ra từ đầu năm rồi. đó, đây phiên bản bậc S hình hổ hổ trước khi săn mồi thì nó luôn, luôn nó sẽ đứng dưới anh trăng đó mặt sau là hổ dưới anh trăng bậc s giá của phiên bản bậc s bậc cải tiến cao cấp nhất này là 500 trăm và được miễn phí ship giao hàng tặng kèm thêm là một bình xăng nhé nếu anh nào mua miễn phí ship giao hàng tận nhà các anh đến nơi kiểm tra đấy đây ruột của nó là ruột đồng này và anh nào mua combo ấy ví dụ mua hai chiếc hay là mua 3 chiếc hay là mua cả 4 chiếc thì sẽ có giá ưu đãi hơn nhé và em xin thông báo là cái chiếc hổ này còn 30 chiếc còn 3 chiếc còn lại mỗi mẫu chỉ còn 10 chiếc thôi nhé cho nên là anh nào muốn mua combo 4 chiếc thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại để đặt hàng nhé